À, xin chào các bạn, chị cô chú quay trở lại kênh của Vết Phú. Nay thì em quay lại quán đồ cũ để nhắc một cái bộ Victor X3 này cho một anh khách ở trong thành phố Phú Quốc ở Kiên Giang. Thì sản phẩm này thì sản xuất năm 2008, không có giá niêm yết là lúc xuất xưởng là bao nhiêu cả. Tuy nhiên giá bây giờ thì nó rơi vào tầm 13.200 sau thuế, thì đương khoảng tầm trên 2 triệu 6, gần 3 triệu. Bây giờ thì giá thời điểm hiện tại thì giá man nhặt rất là thấp. Tuy nhiên thì thấp là giá niêm yết thôi. Còn ví dụ em mà muốn mua hàng thì em phải đổi man cho các bạn khác trong công ty hoặc là các cái bạn khác làm việc bên này thì sẽ mua cái giá khác cao hơn vậy. Trên 50 giá là bình thường thì người ta mới bán cho nên mà thấp người ta om để mà gửi về qua đường chính ngạch. Tuy nhiên thì mình mua hàng thì bắt buộc phải mua. Chứ nhiều anh bảo là giá bây giờ man thấp rồi mà em, nhưng mà thấp thì cũng biết là nó thấp và nhưng mình không thể mua thấp được quý vị. Sản phẩm này có rất đẹp nhá, người ta ghi đây là sản phẩm rất đẹp quý vị nhá. À, đây thì vì nó không có cái điều khiển, nó rất tiếc là không còn phẩm này không có remote. Nên là cái menu của khi mà dùng DVD ấy, thì nó sẽ bị hạn chế. Cái này thì sản phẩm này được nhà sản xuất thông tin là nhiều chức năng rất là hay. Đây thì có chữ có cái 2.0 Digital Out DTS đấy, và Dolby Digital cộng với công nghệ xử lý giải mã K2 Technology cho lại cái âm thanh và cái chất lượng đạt chất lượng tốt hơn các cái dòng bình thường. Màng gỗ thì nó còn rất là đẹp, trước em cũng quay rồi, tiện em quay lại quý vị cùng coi. Cái màu thì màu gỗ rất là đẹp nha quý vị. Còn nguyên bản hết, cái này thì cũng hơi căng về cái màng gỗ này thì nó rất dễ bị xước. Cái gỗ này, gỗ thân nó xước, bên ngoài có một cái, bên trong có một cái, cho nó một đôi. Đây, một đôi loa chứ không phải là chỉ có một cái quý vị. Còn nguyên đế Victor, cái loa này thì sản xuất ở Malaysia, sau Malaysia này. Còn cái bộ âm lý thì sản xuất tại Malaysia. Các chức năng khác thì không vấn đề gì nữa, việc niêm yết đây là ok hết rồi. Có dây audio đi kèm, có dây nguồn đi kèm, để loa, và loa thì sản xuất ở Trung Quốc. Tất cả các loa này thì em sản xuất ở Trung Quốc rồi đấy, chứ không phải là Malaysia đi kèm với cái này. Thì giá về Việt Nam một sản phẩm này nó rơi tầm 5,5 triệu đến 6 triệu gì đó. Vì cái cả bộ thì mình phải đóng hộp nó to, chèn nhiều để đảm bảo cái loa an toàn và không bị xước qua đập, thì cước vận chuyển nó sẽ đội lên. Tiện đây thì có bộ Victor X1 này thì em quay lại quý vị cùng xem. Cái sản phẩm A3 kia thì nó là 100V và 45W nha quý vị. Còn cái sản phẩm X1 này thì là 30W, 30W là một loa. Thì xuất lực đây 30W cộng 30W đấy ạ. Chế độ Zeta, DVD, CD, FM, AM. Con này thì nó không có cái công nghệ giải mã K2 nên chắc chắn âm thanh nó không hay bằng cái con kia rồi, A3 kia rồi. Giá thì nếu hai sản phẩm này thì cũng có thể là tương đương nhau. Vì cái này bán một mình cái âm ly đã 6.600 rồi. Tìm cái loa không cũng tương đương với tầm này nữa. Đấy thì cũng gần bằng cái con A3 kia. Đấy thì khoan một chút nữa là còn rất là đẹp nha quý vị. Mình sẽ xem phía sau nó sản xuất ở đâu nha. Cũng có mấy anh có quan tâm đến cái sản phẩm này. Sản phẩm này nó có hay hơn kia là có cái remote đi kèm. Tại A3 kia thì không có remote. Bên này thì sản xuất ở đâu đây? 100V 35W. Thực tế là ghi là 35W trên 5 ly, nhưng mà sản xuất ra loa thì là 30W cái. Sản xuất ở Made in China. A1 này là Made in China nha quý vị nha. Còn A3 kia là bên Malaysia. Này, anh khách ở Phú Quốc đã cọc tiền và em sẽ nhắc về, tí em nhắc về. Hiện đây thì có mấy cái vai hay em quay vị, bên này có mấy cái đây, có một cái Yamaha này đẹp thì em sẽ quay này. Tiện thì em sẽ lấy luôn một cái con Sony này về, chưa có định lấy nhưng mà không chợ đủ thì em không chưa lấy. Tiện em quay luôn nha quý vị, có con lo bầu loa này là 63 không tivi.
50W made in Mexico, 50W nha quý vị. Đây quý vị thấy là engineer in USA and made in Mexico. Bầu VCS10 giá mới là 6 triệu nha. À, cũ thì 6.600 bằng cái âm ly kia, khoảng tầm 1.3 triệu ấy ạ. Xuất 2003. 6 ohm và 50W. Đấy, giá cũng chấp nhận được. Là highway quý vị, có lỗ thông hơi giữa luôn này. Và công suất là 30W. Điện trợ 6 ohm. Giá rất là rẻ. 2.000. Loa khá to nhỉ. Nếu tự nó sút phút thì lấy về nghe luôn. Một đôi này thì hơi cảnh. Không, em không có nhu cầu lắm. À, dưới này thì có vẫn là 4312 JBL hàng mới. 11 triệu chưa thuế. À, phải vào là 12 triệu mấy trăm. Làm cái khá lâu, cái hàng mới cũng đắt người ta không mua. Chân út LS E7 này, 5.000 này. Đấy, dòng gân út có những cái loa thiết kế rất đẹp, màng loa gân loa đều rất đẹp nha. Một đôi to, công suất là 80W, điện trợ là 8 ohm. À, khá đẹp, tuy nhiên là bị bụi bám, lâu lại thì vẫn rất là đẹp. À, em sẽ lắp cái căng vào cho người ta. Đây thì bên này có đơn ông SC210, 120W, 6 ohm. Nó còn rất đẹp. Con này thì có giá 7.000. 7.000 cả thuế, tương đương khoảng tầm 1.6 triệu nhỏ. 5 đồng, chưa thuế cước quý vị. Chưa cước vận chuyển, cước thì con này khá nặng. Đèn ông thì cứ cháy nở thôi, không phải xem gì cả. 120W, 6 ôm điện trợ. Cái này đúng là kèn út. Kèn út thì loa này loa 3 way này. Công suất là 130W và 36 ôm điện trợ này, 3 way này. Cái nút này còn thiết kế đẹp thật, còn mình nhựa ấy. Có cái lưới bảo vệ luôn bằng sắt, rất là đẹp. Rãnh va đập móc méo. Giá thì rất là rẻ chứ. 6.600, tương đương là 1.3 triệu. Một đôi này, trời ơi, nó quá rẻ luôn. Gần cái bãi nào đây gửi container về thì những cái đồ này quá đẹp. Đây là một cặp Yamaha cực đẹp luôn, Yamaha NS100, pe một cặp, công suất tối đa 300W, 6 ohm. Loa hai way. Đây, tháo cái căng cái vị coi này. Đây nó ghi là cái Hecombi bị lõm này, cái này một tí đây đè lên này, nó lên như cái này nó làm quá mỏng. Còn cái này thì rất đẹp. Rất đẹp luôn. Này, thông hơi vậy này. Đấy, cái này một cái tép này, chỗ này hơi lõm thì chỗ này làm cái bằng cái chất liệu mỏng quá. Con này sản xuất Malaysia nha quý vị. Em vừa mới ngó trong, thả điện thoại ra để em ngó trước khi em quay. Không thì vì trong quá trình quay, một tay cầm điện thoại, một tay quay thì cái khó. Đồ này nếu mai mà không quá để ý cái việc nó bị móp lại một chút thì nó là rất là đẹp, phải nói rất đẹp, trên 90% luôn, quá rẻ luôn, giá 1.7 triệu, công suất 300W, tha hồ quý vị hát hò luôn. Còn dưới này thì vẫn nhiều cái út trời, ba quay là auto là loa gì đấy không biết nữa, Yamaha rất nhiều quý vị ạ. Nhớ thật. Trên này thì Yamaha NS10M JBL Control 1 OnQ Pioneer, nhiều lắm, nói chung loa nhiều lắm quý vị ơi. Mà kiểu mấy loa ở Việt Nam mình các anh không hay chơi mấy này. Em quay lên này cũng ít người quan tâm, em cũng ngại không muốn quay mấy. Chứ thực ra là nó nhiều loa lắm, thì không phải là không có loa để quay cho quý vị cùng coi. Với lại em đi toàn là đi làm về bận, đi toàn đi tranh thủ, mà tranh thủ mua gì nhà tiện quay quý vị coi một chút luôn, nên là không có nhiều đồ lắm để đăng cho quý vị cùng tham khảo. Tuy nhiên thì hàng thì em vẫn gửi đều cho quý vị vì không có thời gian để quay, nên là cái video nó không được nhiều lắm. Đây còn center em có con như vậy thôi.
NS105 này. Hàng này nghe rất hay. Đang để nhà, đang nghe nhà viện. Dưới này có đang vô HTS C10 to, nặng. Nặng quá, to quá. Còn bên kia thì có mấy cái dàn mini thì em sẽ quay video riêng rồi. Quý vị đón xem ở trên kênh nhé. Quý vị vào kênh cho em một đăng ký theo dõi để cập nhật các cái thông tin mới, cũng như là truy cập vào cái fanpage Facebook Nguyễn Phú JP để tham khảo các cái hàng order ở Nhật và các cái mẫu hàng giảm giá em vẫn sân sale nha quý vị nhé. Rất là nhiều luôn. Đấy thì tiện em hãy cặp cái Yamaha kia để em sẽ tạm dừng điện thoại quay phía sau cho quý vị cùng coi nhé. Nó đẹp quá, quay quý vị cùng coi chút. Nhìn phía sau nó đây quý vị nhé. Cái đụm dây, nối dây đẹp nhé. Rất đẹp nhé, gỗ rất đẹp nhé, cực đẹp luôn. Model NS100 này, 6 ohm này, 100W là bình thường nhé, normal nhé. Maximum input là 300W nhé. Yamaha Corporation made in Malaysia rồi. Đấy, nút treo này thì người ta bảo là bị mất cái kiểu con ốc ấy, để treo ấy. Quan trọng lắm. Thì để ở dưới trên tủ nghe đôi này là quá đẹp rồi, công suất quá ok luôn. Đây em sẽ quay lại và trả nó về vị trí cũ. Đây đó quý vị, dưới này thì vẫn nhiều lắm. Pioneer CS300 này, dòng này cũng khá ok. Yamaha NS30 này, X này, đấy, Maui. Đẹp, 7.000, trời ơi quá rẻ luôn. 7.000 vậy là thuế 90W đến 180W một cái đôi như này. 7.000, hàng còn đẹp, không bị lỗi lầm gì. 92 decibel xuất lực luôn, quá là rẻ luôn. Đấy thì đây là các loa con thôi, Pioneer rồi, Yamaha Onkyo rồi, mặt ngàn trời mây luôn. Mấy con này thì khá đẹp à, cái màng loa đẹp ấy. Nó cũng khá là đắt hơn so với các em trong cùng phân khúc ấy. Onkyo D2E 8.800, 120W 4 ohm quý vị. Này, đây 102, con này thì để 2E, con này thì 102F. Con này thì to hơn nhưng mà công suất nó bé hơn con này. Hai con đẹp thì nó như nhau. Em nào cũng đẹp hết nhưng mà giá của em này thì sẽ rẻ hơn em này, tuy rằng là em này có to hơn em này nữa. Và hai quay đều là loa hai quay. Bên này 70W, bên này 120W, 4 ohm và 4 ohm như nhau. Bên này thì các loa đứng để xem audio rồi TV các thứ. Đơn âm Onkyo nhiều lắm quý vị ơi. Loa trần nhà rồi loa con còn nhiều lắm, mặt ngàn trời mây. Em không biết quay từng nào cho nó đủ nữa. Mọi xem xin là chấm dứt video ngắn này tại đây. Em đi vào thanh toán tiền để đi về đấy ạ. Em xin chào, hẹn lại video lần sau. Chụp cái ảnh nào.